gì cô, cái gì cô, cái gì? Ôi 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 ôi. Ôi. Ôi ôi. Ôi đây 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 mọi người, đây mọi người. Cứ lôi thử xem anh. Đây là trong cái miếu kia đấy. Trong miếu á? Trong miếu phải có màu chứ. Chào tất cả mọi người quay trở lại kênh Trái Vlog nhá. Thì hôm nay mình có một cuộc gọi của người dân là ra khu vực nghĩa địa này tìm rắn mọi người nhá. Chia nhau ra nhá. Chia nhau ra mọi người ơi. Ấy thì là người dân bảo là gặp con rắn rất là to ở khu vực nghĩa địa này. Ngày nào cũng gặp. Nhưng mà người dân không dám bắt. Có gọi cho mình ra, hôm nay mới ra thấy không biết là tìm thấy nó không. Nhiều mộ lắm á. Đấy khu nhiều mộ ấy rồi. Bỏ gần cái miếu nữa. Khu cái miếu ấy. Đây khu nghĩa trang rồi nhá. Đây khu nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi người tìm hướng xem có không anh. Đây. Hy vọng là có mọi người nhá. Hôm nay trời nắng nên là rắn nó hay ra phơi nắng. Tại vì mùa đông rồi ấy. Ủa? Thấy gì không anh ơi? Nếu mà gặp rắn to lắm mà. Người ta hay gặp ngoài khu vết nó nằm này. Khu vết nằm này. Đây mà cũng vết nằm của nó này. Nhưng mà to lắm, vết nằm của rắn nhỏ thôi mọi này. Tí. Vết bé tí. Em thấy có em còn thấy bỏ là vào ăn cả gà nữa cơ mà. Bắt gà bắt vịt ăn đó mà. Hôm nay trời khá là nắng rồi ạ. Đống này quá. Đây, khu vực này. Lỗ. Có lỗ. Ở đây này, có lỗ của nó đây mọi người này. Cái lỗ nằm dưới mộ này. Ui, dạ mộ này, đừng ra. Nếu có thôi anh ạ, thôi, xem thử. Ui, ui. Ui, con này quái thú. Sâu này anh. Sâu này khả năng không bắt được rồi mọi người. Để cái lỗ của nó. Làm gì có rắn ma ở khu vực này. Sợ giờ này rồi ngày xưa đâu. Rắn ma thật đấy. Rắn ma. Mình chắc lỗ đấy thông ra bãi tích về này này. Thông rồi đấy. Đúng không? Nằm dưới đây rồi. Nằm dưới đây rồi. Thế chia ra tìm. Nếu có rắn ra phải lắng sao? Nó ra phải lắng thì. Thế là người. Về tí á. Đấy gọi anh được nhá. Không biết nào rồi. Hồ đập. Ở đây người vừa tới xong rồi. Cái bài đó. Vừa tới xong rồi. Anh ơi. Cái gì? Anh ơi. Cái gì cô? Cái gì cô? Cái gì? Ôi 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 ôi. Ôi. Ôi ôi. Đây 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 mọi người đây mọi người. Ui. Đây 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 phạt cái bớt lại ra đây. Vừa vào chắc vừa từ ngoài vào thôi. Ui giời ơi, con to thế. Ui giời mọi người này. Mọi người nhìn này. Nó đang chụt chụt vào đấy. Chụt nổ đây anh ơi. Ui giời ơi. Ui gì? Mộ à? Ủa cái bia mộ. Ủa trời mộ rồi. Ừ. Ủa con này nó nằm dưới mộ. Đây đầu có vãi trong đây các bạn. Ủa. Ủa đúng cái mộ mọi người. Đấu này. Ủa. Ủa cái đầu này. Ủa cái này nó ở trong khuôn dấu to to kia kìa. Ủa giời ơi. Ủa giống xa thế. Mộ đấy, mộ sẽ đứng. Ủa ôi. Ủa con to lắm anh ơi. Ui đây này, người đây này. Ui con to lắm. Con to lắm. Ui vai. Khủng khiếp thế nhỉ. Thấy đầu luôn chưa? Nó làm ngay mộ luôn. Làm ngay mộ luôn mà. Cứ lôi thử xem nghe. Nó đang ở trong cái miếu kia đấy. Trong miếu á? Trong miếu phải có màu chứ. Ui ôi. Con này dài thế. Lôi ra cho thoáng kia. Cho người xem con này. Ui trời.
Đúng rồi. Còn to thế. Kiếp kìa. To thế, con này to lắm. Quá to luôn mọi người. Mở ám gì, con chăn bình thường đi. Nhưng mà đây thấy, em thấy bảo người ta bảo là nhìn cái rắn này người ta không dám bắt. Ừ đấy, sao nó ra ngài ta. Người ta mới đây mọi người, chỉ cái lỗ mũi này. Ừ. Ủa hồi như cái đầu ghê lắm anh em ơi. Này, nhìn mũi lỗ mũi này. Ừ. Miếu nào? Chính cái ông miếu á? À, không phải ma đâu. Con này là, con nhìn to này rồi. Miếu thờ á? Mà thờ rắn, ở rắn ma thì chăn lại có màu, có sừng ấy. Anh chỉ cho con này gần đây nào. Kéo cái đầu gần chỗ anh ấy nào. Cho người xem. Đây. Mà như vậy mọi người bỏ đây con rắn ma không? Nhìn nó như vậy mà. Nhưng mà nó không sợ mình nhỉ? Không sợ mình. Ngứa. Đâu? Ui nhỉ? Vừa có chạm vào đâu không? Cái này nữa sao rồi? Hay vừa em tống đuôi này à? Em đuôi này nó có lập vào. Ôi sao mà tự dưng mới sợ vậy? Tự dưng đang vui vẻ bắt rắn dưng này. Sợ này. Lúc chưa bắt được đi tìm thì lại sướng, bây giờ bắt được rồi này, tìm được nó rồi bắt rồi này sợ. Nó rút một mộ thôi, rút cái mộ đầu đấy thôi, không phải đấy đâu. Tự dưng đang đi bắt, chưa bắt được thì thích bắt, bây giờ bắt được rồi thì lại sợ. Thở này. Rồi. Đấy cái túi nó bắt cái về. Bây giờ người dân không dám bắt. Bắt rồi người ta thả, bây giờ mình bắt thì mình thả tiếp. Gì ấy Tuyền? Gì ấy? Tìm cây thả. Ui giời, con mà nhìn con này. Con này ít chứ phải 50 cân mọi người nhá. Phải 50 cân con này. Nhìn này như cái đầu ấy. To này cơ mà này, mọi người cho người xem. Đấy, mấy ông bỏ cái rắn ma. Chứ mình được biết là con này mình nghĩ là không phải rắn ma rồi nhá. Này bỏ rắn ma. Con này trên rừng xuống đấy anh ơi. Sao anh chuyển lại đi đâu ấy? Tìm chỗ thả. Sợ gì mà sợ con này rắn trên rừng xuống thôi. Hay cái nhà cũ để đi. Đấy khi mà cái mộ ấy. Đấy, cái mộ của anh đi. Anh còn như em nghĩ là con này trên rừng xuống ăn gà người dân rồi thì là không phải rắn ma, nó chỉ nằm trong miếu bên kia không ra đây thôi. Bắt đi mợ. Ôi bắt về đi. Ôi trời, bắt đi người không sợ đâu. Nó chỉ là mộ cổ thôi. Ôi bắt về đi. Đây là cái mộ cũ à? We'll be right back.
gì đấy ngay. Chơi cái miếu cái rồi đi ra đến đấy là mình thấy được.